người Dubai chật vật trong nước lũ. Dubai hứng chịu trận mưa lớn nhất trong 75 năm, gây cảnh ngập lụt khắp thành phố hơn một tuần, khiến người dân phải tìm cách ứng phó. Do ảnh hưởng từ cơn bão di chuyển qua bán đảo Ả Rập và vịnh Oman, thành phố Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, từ tối ngày 15 tháng 4 hứng lượng mưa kỷ lục 160mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này. Gần một tuần sau trận mưa kỷ lục, nước lũ vẫn chưa rút hết, khiến người dân Dubai chật vật trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều phương tiện chết máy khi đi vào những đoạn đường ngập lụt nghiêm trọng phải chờ suốt nhiều ngày mới có đội cứu hộ tới xử lý. Người đàn ông lội nước trong nhà kho bị ngập tới đầu gối hôm 18 tháng 4. Cư dân Dubai Riyadh kể lại rằng khi đợt mưa kỷ lục khiến nước tràn vào nhà, anh đã nghĩ nước lũ sẽ rút bớt khi trời tạnh, nhưng sau đó, nước còn dâng cao hơn. Khi chúng tôi đi ngủ, nước mới ngập nửa mét. Tới khi thức dậy, chúng tôi thấy nước ngập gấp đôi, dâng cao tới thắt lưng. Xe của tôi ngập trong nước lũ, Hát nói. Gần một tuần sau trận mưa lớn nhất 75 năm, nhiều con đường ở Dubai vẫn chưa rút hết nước lũ. Người dân phải lội qua những đoạn đường nước dâng cao gần tới bụng. Người giao hàng ở Dubai hôm 19 tháng 4 phải xuống dắt bộ xe đi qua đoạn đường ngập để tránh bị chết máy. Do nước lũ tràn vào khắp mọi nơi, nhiều người dân lựa chọn thuyền, xuồng làm phương tiện di chuyển. Cư dân Ha cho biết vợ chồng anh và chó cưng đã mắc kẹt hơn 2 ngày trong tầng 2 của căn nhà trước khi được thuyền của hàng xóm giải cứu. Người dân chèo thuyền trên đường phố Dubai. Dubai vốn là thành phố có khí hậu khô nóng, ít khi có mưa, nên hạ tầng đô thị không được xây dựng để đối phó với những trận mưa có quy mô lớn như vậy. Chính quyền Dubai liên tục phải điều xe bồn ra đường hút nước. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.